vậy không? Trên mình về quê ngoại hả? Cho phát biểu cảm tình. Thăm ông già vợ, ông ốm, ông nay làm con thiếu thảo. Quán này là vừa ra cao tốc là nằm mé bên tay phải nha các bạn, từ Sài Gòn về miền Tây là nằm bên tay phải. Tiêu lên xe con chụp hình nữa hả? Ừ, ok, đẹp quá ta. Rồi đúng rồi, chụp rồi. Rồi lên xe. Kẹt xe là kẹt xe rồi quý vị ơi. Kẹt xe rồi. Phà Ngũ Hiệp nha các bạn, cái lại Tiền Giang. Ồ, cái phà bự quá. À, Ngũ Hiệp đi qua Cù Lao Ngũ Hiệp. Ủa anh chết này giết mình xuống giường rồi. Ồ, có quán cà phê cây đa đẹp quá. Đi lẹ mà nó quanh đầu lâu ha. Nãy nó phải ve, lấy ra lên kia nó phải ve. Đi nước ve. Nước chảy nè, nó đi xuống đây là nó phải chạy ngược lên. Còn chi là phải ra đi lên luôn cái này câu vô. Xong ngắn ve.
về miền Tây mua bánh tráng nên về Sài Gòn ăn. Sài Gòn không có bánh tráng hả? Sài Gòn không có bánh tráng. Ăn bánh tráng thì ngon không? Bánh tráng thì đặc sản của mình quê mình ăn bánh tráng này mà. Tới nhà rồi ăn con. Tới nhà ngoại ăn. Chào bác Tài nghe bác Tiêu. Tiêu này, Tiêu này đi đâu? Đi về bà ngoại chơi. Rồi mua bánh tráng đem về Sài Gòn ha. Dạ. Sài Gòn mua bánh tráng hả? Dạ. Hello, bánh phần Ngũ Hiệp nha các bạn. Đi qua chợ Cồn. Ủa nó đang về kìa hả? Tới hả? Hôm nay đi chợ Cồn Ngũ Hiệp nha các bạn, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang nha. Chợ này ngay bánh phà Ngũ Hiệp luôn các bạn. Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Chợ này chợ xã thôi các bạn. Ồ, chợ nhỏ mà bán vàng nhiều quá. Quá trời vàng luôn các bạn ơi. Chợ miền Tây là dân giàu mà. Vàng bán đầy đường. Cái phim tung lên mạng là ôi Tiêu nè, gặp anh Tiêu nè. Tiêu này đi chợ Ngũ Hiệp nè. Mà bảy muốn mua cái gì hả? Trời, tưởng đâu vô chợ mua cái gì. Chôn thôi đôi hình bóng nhân tình sống tôi bên nhau. Anh đêm tâm sự tay tôi đôi.
chào bạn. Tìm người quen mà bữa nay tao nghỉ buổi chợ rồi. Nay nghỉ buổi chợ chuẩn bị nhà đồ ăn chứ bắt năm xuống. Hôm qua tao mua hết cái chợ rồi còn gì nữa. Mà năm hồi mới lên bà nói trời bảy ông chồng ngay ông tơ tốt quá rồi. Thì bán được nhiêu bán, ai ăn được nhiêu ăn. Ờ, hái bán rồi cho. Chơi chơi hái bán nha. Ôi xe này nó qua nè. Nãy giờ kìa. Nãy giờ đi. Đi tôi đi. Thank you.
mắc hơn, nó hơn 1 cấp mà. Nó hơn chữ cộng.